Xin chào tất cả anh em của mình nha. Quay trở lại với tựa game Nghịch Chi Thiên Ý. Thì ổm gài, nói chung thì lên clip thì giải trí thôi các bạn ơi. Đây là một cái trò chơi mà bạn đừng có khắt khe quá ha. Ta chơi vì đam mê thôi, thích thì chúng ta chơi để chúng ta đỡ có nhàm chán khi rảnh rỗi này kia. Chơi giao lưu với những anh em rồi BK rồi này kia nữa rất là hay đó. Đây là một trò chơi ảo để giúp chúng ta gọi là có thể xả chết được mà đó, rất là vui. Nên là các bạn đừng có hà khắc mình quá các bạn ơi, khi mình cũng buồn lắm các bạn. Làm clip mà nó không có gì gọi là đặc biệt thì các bạn thường hay chê với bay người kia, nhưng mà đối với mình đó là một trò chơi mà mình không có làm clip hay là không có giới thiệu gì về nó thì nó cảm giác nó không có người chơi, nó rất là nhàm chán các bạn không. Chứ mục đích của mình không phải là gì vấn đề mà gọi là phải câu like câu view làm gì, chung giới thiệu cho anh em biết rồi cái tựa game này nó vậy, nó hay hay như vậy để chúng ta cùng thể chơi với nhau rồi này kia ha, lập một cái môn phái rồi chúng ta chơi chung với nhau đó chẳng hạn vậy. Thì lúc đó chúng ta sẽ kết bạn được rất là nhiều người, có rất là nhiều anh em đó. Nó là như vậy các bạn ơi, các bạn hãy hiểu cho mình nhé, chứ mình cũng không muốn phải là câu like câu view làm gì các bạn. Với lại mình làm clip này các bạn có thể thấy nè đó, đâu có tiền bạc gì đâu phải là câu like câu view, chơi chỉ là vui thôi, muốn kiếm anh em chơi chung với nhau cho nó vui thôi chứ không có gì khác đâu các bạn. Các bạn nhớ xem video, nhớ đăng ký kênh mình nha, là like đăng ký kênh để ủng hộ mình đó. Thì mình sẽ làm thật nhiều clip, ví dụ như sau này có nhiều anh em đi chơi chung với nhau thì mình sẽ làm những clip đó, rồi có mặt có hình ảnh anh em ở trong đó chơi cùng với nhau thì lúc đó anh em sẽ thấy được một cái clip mà gọi là nó có cái kỷ niệm ở trong đấy các bạn, rất là vui các bạn ạ. Thì hiện tại đang ở server mới các bạn ạ, server mới ra lúc 9 giờ sáng nè, cũng rất là ok đó. Những cái này thì buộc phải nạp rồi, nạp thì chúng ta mới gọi là mua được các bạn. Nhưng mà tựa game này nói chung là nạp ít thì cũng ok, không cần phải nạp nhiều các bạn. Chúng ta nạp ít chúng ta chơi được rồi. Ok, bây giờ mình sẽ chọn cái này đi, tại mình thấy cái này nó rất là may mắn nè. Mình đã chơi rất là nhiều server, mình để ý thì thấy cũng rất là may mắn. Bắt mua, chưa gì bắt mua rồi. Để nó từ từ mua sau ha. Đồng hành nè, ok nè. Bây giờ mình sẽ chiêu mộ nha. Mình sẽ chọn rồi thiên đình đi. Ok. Húp. Ồ, đây cái gì? Vi sư tiên đơn. Vi sư tiên đơn hả? Không được con cấp S luôn chứ. Thường là mình ấy nó hay gan cấp S lắm các bạn. Nhưng mà không sao. Hiện tại có rất là nhiều người đang chơi server này luôn các bạn. Rất là nhiều anh em đang chơi server này. Anh em ha, chơi cũng đơn giản thôi, đâu có gì khó đâu anh em. Thì code của cái con này mình cũng để dưới phần video mô tả luôn ha, cho anh em nhập code vào ha. Và anh em lưu ý là chơi cái tựa game này anh em tích lại kim nguyên bảo nha, với ngọc nha, để mình sẽ đi quay những cái thứ mà gọi là tăng lực chiến cao các bạn. Đợi chút xíu nó ra đây cái phần tầm bảo nè, các bạn có thể thấy nè. Thì các bạn kiếm được một món này thôi, rồi các bạn thấy là các bạn có 600 dạng được chiến rồi, và những cái món đồ này nữa.
quay ra một món hai món thôi là rất là ok. Lúc đó lực chiến của bạn nó sẽ tăng cao rất là nhiều nha. Cái đó là việc mà các bạn gọi là tích lại đó các bạn. Đây là gì đây? Cũng bình thường thôi. Điểm danh nè, mấy mày này ai cũng biết rồi. Vụ 7 ngày nè. Nhận được con ngựa nè. Ok. Thì mình thì lúc nào mình cũng muốn đầu tư cái này hết để nó hoàn kim cương lại cho mình, vừa tăng lực chiến mà được việc hoàn kim cương nữa các bạn. Đó là như vậy. Bây giờ mình sẽ đi khiêu chiến boss, mình đầu tư hết cái đó là mấy ngày sau là mình quay là có đồ rồi các bạn. Server mới lúc nào cũng ngon, cho đồ này kia rất là nhiều. Nhiều bạn này nói mình làm clip rồi, chắc ông này cũng làm câu view. Đây nạp mỗi ngày là nạp và bất cứ các bạn chỉ dùng cái thẻ nạp thôi, dùng cái thẻ nạp rồi các bạn nhận được rồi. Còn săn đồ thì dễ lắm, cứ đi boss là săn đồ thôi, dễ mà các bạn. Ở cái phần quà này phải không, quà nạp mỗi ngày phải không, là các bạn chỉ cần dùng cái này thôi là lụm đó, dễ mà đúng không, đâu có gì đâu khó. Đó, như vậy là chúng ta đã có được đồ rồi đó. Rồi tới phần tại mình đang có kim cương ha, VIP này nè, thằng VIP, thằng VIP. Ok, tới cấp 44 là sẽ nhận được VIP 2 ha. À, đâu rồi, đây file qua giá trị nè. Dùng là đó, bắt đầu mình sẽ mua cái gói là gọi là 588 kim cương, mình sẽ mua đầu tư luôn ha. Ok, đã mua xong. Và sẽ tiếp tục mua hết mấy cái gói này luôn nhé các bạn. Nhiều bạn nói ủa mua đó làm chi, mua để nó hoàn lại kim cương nó dễ nhanh mà. Đó, có gì đâu khó các bạn. Thu hồi nè. Thu hồi các bạn để ý nha. Hai này nhận này. Đấy. Mấy cái này các bạn có thể mua sau cũng được, không cần thiết phải mua liền các bạn ha. Chúng ta để kim cương chúng ta làm việc khác nữa. Làm cái gì mà cảm thấy mà lực chiến chúng ta nó tăng cao, nó ok là được. Đơn giản chuyện như vậy thôi. Tại các bạn thấy là lực chiến mình rất là thấp, nhưng mà các bạn cứ chơi càng cao thì lực chiến nó càng càng cao và đồ nó sẽ ok hơn. Mình tích lại luôn nha, tích lại để mình hôm ấy mình gung cái tụ bảo bồn này, mình gung tới 10.000 kim nguyên bảo luôn các bạn, rất là khủng khiếp đấy. Mà hay đôi khi mình quay cái phiếu này nè, mình rút ra những cái vé như thế này cũng có luôn, để mình rút thử cho bạn xem. Do ăn thua cái ấy của mình thôi. Rồi thấy là nó không có luôn các bạn ơi, hôm nay là gần may là không có rồi. Khó, rất là khó luôn. Mình thường thường mình để ý nha, mà cái cánh á, liên về cái cánh rồi, để mình bấm vào cái cánh, chưa có cái cánh nó là khó lên cấp ghê luôn á các bạn, cánh là khó lên cấp đó các bạn. Lên cấp càng cao thì nó thưởng kim cương càng nhiều ha. Đây là cái phần gọi là nhập mã code nè, mình để mã code dưới phần video mô tả, anh em cứ việc bấm vào đó anh em ấy ha. Mình thì mình chút xíu nữa mình mới nhập các bạn à. Ok, VIP nè. Và khi mà các bạn vào trong cái gọi là chúc mừng bạn được cấp 66 nè, xin nhanh nè, xin nhanh nè, nói ấy ấy, ok liền thấy không?
Đây gỗ cấp tiếp đây, nhận lại nhận kim cương thấy không? Thêm nhanh đó, vậy thôi. Đơn giản mà các bạn. Máy này thì phải nạp tiền mới mua được nha. Nói chung thì anh em nào có tiền thì anh em chơi, anh em nạp anh em chơi, lúc nào lực chiến anh em cũng cao hết mà. Có tiền là lực chiến cao các bạn ạ. Đấy, còn riêng với anh em mà muốn cày chay thì cứ cày theo mình ha. Thì mình tích kim cương lại và tích kim nguyên bảo lại để mình làm việc khác. Đấy, tích 5.000 kim cương là sẽ nhận được quà ha. Nhận này, nạp ít tiền là nhận nè. Đây chưa, tích lũy server mới hả? Này chỉ cần trả 13.000 lên cấp 120 luôn. Nhưng mà mình không có ấy ha. Ok, dùng luôn nha. Ở đầu game thì mình sẽ dùng luôn nha. Dùng mình chỉ cần tích kim cương thôi. Những cái khác thì mình không có tích lại ha. Đấy. Ok ok liền. Rất là thú vị, rất là thú vị. Nói chung thì cày cấp con này cũng rất là nhanh chứ không có gọi là chậm đâu các bạn. Cày rất là nhanh ha. Đây mình dùng này luôn nha. Và dùng này luôn. Và mình sẽ đổi nhiều phần, nhiều bạn này không biết đổi cái phần này ha. Còn riêng mình đổi cánh nha. Tại vì cánh á, là nó sẽ rất là khó cho nên là mình sẽ đổi cánh. Để mình tăng bậc cánh lên nha. Để chút xíu nữa cánh nó mở rồi mình sẽ tăng nha các bạn. Vì nó sẽ nhanh lên bậc 4. Để các bạn có thể mở ra nhiều cái boss khác nữa. Đó. Ok nhé anh em. Và mình sẽ hướng dẫn cho anh em từ từ. Cứ từ từ là mọi chuyện nó sẽ ok hết thôi anh em ạ. Chơi game vui thì anh em đừng có mà gọi là cọc quạo đồ nha. Sẽ không vui nữa đấy. Chung thì game đây là chỉ là một con game thôi. Nó không có gì gọi là ấy hết. Nó chỉ mang tính chất là giải trí. Đó. Hiện tại bây giờ là cái bản phiên bản mới này, cập nhật phiên bản mới này nè, là nó đã bớt lag rồi các bạn, bớt lag rồi. Nói chung thì chơi cũng khá là ok chứ không còn lag giật nữa ha. Mình sẽ làm nhiệm vụ trước ha, sau đó mình sẽ đi làm những việc khác sau. Ok anh em chưa? Nói chung thì con game này nó cũng rất là nhiều thứ để chúng ta ấy lắm. Nói tới cái phần này không khi nào mình được đứng top cả. Tại vì mình đâu có nạp đâu mà mình đứng top các bạn. Đấy, nó là như vậy. Nó là như vậy. Đây, ước nguyện. Rồi ra Trân Châu. Mình nhìn là mình biết rồi. Đấy, nó ra cái này nè. Đấy, cứ nhận quà lia lịa như vậy là ok đấy. Mình thì mình thích chơi những cái server mới thôi. Cứ server cũ ra là mình chơi thôi. Vì boss cấp 80, ok. Thì như mình đã nói rồi đó, thì anh em cứ tích lại kim cương, thì anh em đầu tư cái phần tầm bảo này cho mình. Đấy. Thì anh em mua 10 sẽ là 1.000 kim cương. Đấy. Thì anh em tích 20-30.000 kim cương anh em quay. Nếu mà ra những cái món đồ này thì anh em ơi, thiệt khỏe lắm anh em ạ.
rất chi là khỏe luôn, tuyệt vời, nói chung là tuyệt vời đấy. Riêng mình thì mình cũng đang tích kim cương để mình quay cái đó ha, để cho con nhân vật của mình nó sẽ ok hơn các bạn. Lấy xong cấp 80. Nói chung cái phần này săn boss đồ này kia thì nó không có ấy đấy. Nó cấp 100 săn cho nó ok nha các bạn. Ok, bây giờ sẽ nhận trang bí. Rồi, ok. Trang bị hoàn thành một lần treo thưởng. Ok, bắt đầu làm nhiệm vụ treo thưởng nha các bạn. Treo thưởng thì làm rất là nhanh luôn, không có gì gọi là lâu các bạn. Làm tí là xong ngay, nhanh gọn lẹ luôn á. Đấy, này nhiệm vụ treo thưởng nè các bạn, chỉ cần nhắm vô, nhấp nhấp vô cái điện cái chỗ mà nhiệm vụ treo thưởng ha là ok. Server này mở lúc 9 giờ nha, 9 giờ sáng. Thì mình thấy càng ngày rất là càng nhiều người chơi, họ thích chơi server mới mà. Có khi tới cái chừng mực đó thì nó không có ấy nữa thì nó sẽ giả tiện các bạn làm sai đi, các bạn phải đi kiếm server mới các bạn chơi. Đó. Chơi chúng ta làm có kinh nghiệm rồi kia thì chúng ta sẽ up đồ đúng đó, hoặc là nhân phẩm tốt thì chơi nó lâu dài hơn. Còn chơi với server mới mà nó không có nhân phẩm, gọi là quay đồ nó ra đồ cùi các bạn à, kiểu như vậy á, thì nó nản lắm các bạn, nản lắm. Chúng ta cày chay mà nhân phẩm không tốt nữa thì không có đồ nữa thì thôi chơi sao lại người ta, đúng không? Đôi khi hả thua người ta tới mấy trăm vạn lượt chiến, mấy ngàn vạn lượt chiến rồi làm sao mà chơi nổi đó. Bởi vậy phải như vậy thì chúng ta mới chơi được lâu dài các bạn ơi. Mình cũng muốn được nhân phẩm tốt để chơi lâu dài chứ, đồ mà múc ra cùi quá thì cho đồ cùi quá thì không có khi nào mà chơi được lâu dài, cái đó là đúng chứ không là sai nha. Tăng chức vụ này. Cường hóa trang bị, nói chung thì để chút xíu mình đăng sau cũng được. Đó là những gì mà mình chia sẻ trong cái clip lần này, nó mong là các bạn sẽ hiểu và thông cảm cho mình ha. Anh em chơi thì từ từ anh em sẽ có nhiều cái ok khác đấy, hàng là như vậy. Che máy đi, mình đi xong cái ải này mình ra ha, ra làm nhiệm vụ chứ gì. Đấy, chơi chút tí thôi là đã lên cấp 100 rồi. Ok anh em, cảm ơn anh em đã xem clip này của mình.